Xin chào mọi người, chúng mình là GVSQ Timeless 20 Host My End Show đây. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, bạn sẽ trở về quá khứ hay đến tương lai? Chúng mình cùng lắng nghe tâm sự của một bạn Cassiopeia về câu hỏi này nhé. Nếu cỗ máy thời gian có thật, mình sẽ trở về năm 2007, có mặt tại Nippon Budokan và hòa mình vào đêm diễn Fire in the Black hôm ấy. Sở dĩ Fire in the Black là tour diễn mà mình chấp niệm nhất, không chỉ vì lý do nhờ tour diễn này đã làm mình quyết định trở thành Cassiopeia, mà còn bởi giai thoại đằng sau concert ấy. Chắc là mọi người sẽ luôn nhớ đến hình ảnh năm người vỡ òa cảm xúc cùng với những giọt nước mắt chảy dài khi các anh hòa bài ca Proud. Khoảnh khắc ấy đã làm mình thật sự rung động và mang nhiều suy nghĩ tại sao Đông Bang Sinh Kỳ lại xúc động và nức nở đến như vậy. Sau này, mình tìm hiểu và nghe được một Big Kiss ở Nhật kể lại. Thời điểm đó, cái tên Toho Shinki cũng đang dần phổ biến và có chỗ đứng nhất định tại thị trường Nhật Bản. Nhưng những thành tích và doanh thu của nhóm lại không đạt được như nguyện vọng SM đề ra. Vì vậy, SM đã xem xét đến việc sẽ tạm hoãn dài hạn mọi lịch trình hoạt động ở Nhật. Các anh biết bản thân nhóm đã chăm chỉ và nỗ lực đến như thế nào trong suốt 2 năm khó khăn trên đất Nhật. Big Kiss cũng đã dành niềm tin yêu ra sao cho nhóm, nên năm con người ấy sẽ không đành lòng ngồi yên chấp nhận. Các anh hiểu rằng tour diễn Fire in the Black chính là cơ hội trước mắt. Họ đã quyết định táo bạo đánh cược cả sự nghiệp tại Nhật với SM và cam kết sẽ lấp đầy mọi khu vực khán đài ở toàn bộ những đêm diễn. Và quyết tâm của các anh đã được đền đáp. Tour diễn thành công mỹ mãn. Không những vậy, vốn dĩ ban đầu, Budokan không nằm trong kế hoạch của tour. Nhưng vì các đêm diễn trước đó đã thành công lấp kín khán đài, nên Budokan được công ty thêm vào làm điểm cuối cùng. Và tại thánh đường này đã chứng kiến tất cả cống hiến âm nhạc của 5 người, chứng minh lòng đoàn kết và tình yêu của Big Kiss của Cassiopeia to lớn đến thế nào. Không phải ngẫu nhiên, Hello Again và Proud được sắp xếp làm hai bài encore cuối cùng của nhóm. Hello Again chính là lời khẳng định với fan rằng chúng ta đã cùng nhau làm được. Chúng ta đã cùng nhau thành công, chúng ta sẽ sớm gặp lại và cùng đồng hành những chặng đường mới. Còn Proud là lời ca chân thành đáp lại những yêu thương của Big Kiss, của Cassiopeia. Các anh xin nguyện sẽ luôn trân trọng và thật tự hào về tình yêu kỳ diệu đẹp đẽ này. Trong các concert của Đông Bang Sinh Kỳ, bạn ấn tượng với concert nào nhất? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết nhé! Tập thứ 5 xin phép kết thúc ở đây. Hẹn mọi người ở các tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon. Oyasumi nasai.